ơi. Đụng lốp rồi. Sự cố này mình chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm đi cắm trại du lịch ở Mũi Yến. Thứ nhất là đường trời mưa các bạn ạ, đi lại rất là khó khăn. Các bạn đi đường cát trước kia làm sạt lở sát biển rồi, cho nên đi xe phải cẩn thận. Cái thứ hai là đường đá, trời mưa là đá nó trồi lên nhá, rất là nhiều, cho nên xảy ra hiện tượng như xe mình bị cắn lốp, nổ lốp. Cho nên tuyệt đối các bạn đi là đi cắm trại là phải đi được 2-3 người. Gần đây là mưa bão rất là lớn các bạn ạ. Sóng biển nó đánh vô có những điểm sạt lở rất là nhiều. Các bạn xem thử đây này, đi rất là nguy hiểm. Các bạn qua những cái điểm sạt lở này nè, rất là nguy hiểm. Và đá nó trong đây nè các bạn, rất là nguy hiểm nè. Cho nên đối với những cái xe mà vỏ mỏng đó các bạn, tuyệt đối là không nên đi vô đây. Tại vì đây là một địa điểm cắm trại rất là tuyệt vời lý thú. Nhưng mà đi chơi mà xảy ra sự cố thì nó mất vui và mất hấp dẫn. Cho nên các bạn đi phải chú ý những cái điều này. Đường nó khó khăn đó các bạn ạ. Cho nên các bạn đi tham quan du lịch Mũi Yến thì đó phải sự cẩn thận. Thứ nhất, xe trên xe lúc nào là cũng phải có đồ nghề, cà lê, những cái dụng cụ mở lốp, kích kiếp. Và đặc biệt là tuyệt đối những cái xe một cầu các bạn cũng hạn chế đi vào khu vực này. Còn một cái này nữa, các đặc biệt là các cái xe một cầu các bạn ạ, thì các bạn vô đây phải chuẩn bị cho thật kỹ, nhất là hạn chế vô. Còn nếu mà đi á, thì các bạn phải có đồng đội, tại vì ở đây là dốc lớn, quanh co rất là nguy hiểm, cho nên cái xe một cầu rất là khó khăn. Cho nên khi các bạn đi á, một là các bạn phải đặc biệt lưu cái số điện thoại của cứu hộ, hai là các bạn có thể liên hệ với cái cây đội cánh quân đi, cái địa chỉ là có ở dưới đây, thì các bạn liên lạc với anh em mình và anh em mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn. Thì, rồi bây giờ mình mở lốp xe cua nha các bạn. Đồ nghề của mình là tiếp 22 nè, cống tiếp nè, kích nè, cần tăng cần mở nè. À, rồi bây giờ mình bắt đầu thao tác nha. Nói chung đồ nghề các bạn đem thi đầy đủ nè, rồi có một vài anh em đi theo các bạn thì chúng ta cũng an tâm, tự tin hạn để làm. Các nhớ bỏ đồ nghề cho nó cẩn thận nha các bạn. Nó bắt là chúng ta lại làm được. Wow. Bây giờ mình tìm đá các bạn ạ. Cái bánh sau để khi mình đội lên nhá, nó không bị chảy. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình kê luôn bánh trước em bạn, để kích lên nó không bị chạy tới chạy luôn. Rồi mình đi xử lý. Do cái chỗ này nó thấp các bạn ạ, mình kê cái kích qua đây không được, cho nên mình phải kê lên trên này để mình nâng lên, xong mình lót đồ vô cái mình chuyển kích qua đây mình kia tiếp nha. Bây giờ mình xiết kích vô nè. Rồi. Xiết cứng tay nè. Em tao đầu kích đây nha các bạn. Cái đầu bị hư rồi các bạn ạ, cho nên mình dùng phương pháp giả chiến là mình nâng cái lốp xe này lên, cho mình rút rồi vô mình kê cho nó hỏng lên nha. Cái
kích nó bị hư bạn, cái xì nhớt không lên được. Giờ mình phải đào cái lỗ trong sau xuống cái rồi mình đút cái bánh vô. Tiến hành đào này. Sau 20 phút này có vẻ cũng ok rồi các bạn ạ. Bây giờ mình ướm thử cái lớp vô nha, được tao quất luôn nha. Rồi. Rồi. Chúng ta vô nè ha. Rồi, đậu lốt. Cuối cùng cũng vô được mọi người ạ. Rất là mệt nhưng mà cũng vui. Mình cố gắng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nghe. Nếu mà gặp trường hợp đi xe mà kích nó hư, độ hư đó chúng ta không lên được bánh thì chúng ta cứ làm theo phương pháp này. Nâng bánh sau đó chúng ta đào cái rãnh, canh cái tầm bánh nó vừa là chúng ta vô luôn. Giờ mình vặn ốc vô là mình ướm cho nó vừa cứng thơ các bạn ạ. Rồi sau đó là mình mới hạ đậu xuống rồi mình xiết sau nha. Rồi bây giờ hạ rồi. Chúng ta lấy cục đá ra các bạn ạ. Tại nãy vậy cho nó an toàn mình lấy cục đá luôn. Rồi nó lún xuống lỗ rồi mọi người à. Xíu nữa mình chạy xe tới là nó sụp xuống là mình lấy lên luôn nha. Rồi bây giờ xíu cứng vô nghe các bạn. Xíu không phải là xíu chắc cứng một con nha các bạn. Xíu đều xung quanh hết. Đấu xứng nè. Mình mới xíu con này xong vừa qua con này. Xong rồi. Bây giờ mình qua mình ráp vỏ xe cua là xong luôn các bạn nha. Ráp vỏ xe cua nghe các bạn ơi. Tốn năng lượng quá. Rồi, vô đây các bạn nha. Thôi chúng ta bạn lấy vô lại. Mấy chị cũng qua xóm
cách đây cũng phải tầm 7-8 cây số. Đây thì bắt được con ốc nãy. Còn đây là ốc hút mọi người ạ. Cái này về mình xào hút dưa hả chị? Có đâu, có ốc là có ốc len chị. Ốc len. Dạ. Cái này có ốc nấm. À, ốc quán ha. Dạ dạ. Ăn ngon không chị? Ngon mà. Dạ. Ốc len rất là ngon mọi người ạ. Đây. Dừa hầu, dừa ốc. Có nghĩa là đi gặp cái gì là nhặt cái đó các bạn ạ. Thiên nhiên ban tặng đây rất là tuyệt vời. Hào thiên nhiên mà nha. Dạ, hào thiên nhiên luôn. Hà này bự chứ chị ha. Hà thiên nhiên mà. Mới hồi 2 giờ mấy giờ các bạn ạ, rất là nhanh. Ngồi thì rất là đau lưng. Nhưng mà điều cái là mọi người rất là quen thuộc ạ. Tay chuyển động rất là nhanh nhẹn. Ôi, giờ giữ lên chú Nguyên. Sống của những người dân vùng biển các bạn ạ. Sau khi chọn xong địa điểm thì mình đã set up xong rồi. Anh tài xế của chúng ta sau khi ăn cái giỏ xong thì đã có dấu hiệu sốt bệnh. Chào mọi người, đón lạnh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nấu ít cháo gừng với lại chả tắc để cho anh tẩm bổ.